Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Chìm tàu trên vịnh Nha Trang, 10 khách thoát nạn. Tàu du lịch KH0449 chở 10 khách nước ngoài vừa rời bến đã đâm chìm một phương tiện thủy khác. Vụ đâm chìm tàu du lịch xảy ra lúc 10 giờ ngày 7 tháng 8 tại cảng Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Thời điểm đó, anh Bàn Thanh Duy, 31 tuổi, lái tàu du lịch số hiệu KH0449, được thuê chở 10 người khách nước ngoài ra thăm vịnh Nha Trang. Trong lúc lùi phương tiện thủy ra khỏi cảng để xuất bến, tàu KH0449 bất ngờ va chạm liên tiếp với 3 tàu khác đang neo đậu. Bị đâm mạnh, tàu du lịch biển săn vỡ mạn, khiến nước tràn vào khoang gây chìm. Rất may trên tàu gặp nạn không có người. Hai chiếc tàu khác bị đâm hư hỏng nhẹ hơn. Chứng kiến vụ tai nạn đường thủy, 10 khách nước ngoài hoảng loạn la hét, họ được đưa lên bờ an toàn sau đó. Nhận tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra, xử lý, khoanh vùng nơi tàu chìm để tổ chức trục vớt. Theo ông Trần Văn Phú, trưởng bến tàu du lịch Cầu Đá, tàu KH0449 vừa đăng kiểm, chở được tối đa 49 khách. Dự đoán về nguyên nhân tai nạn, ông Phú nói nhiều khả năng khi tàu lùi gặp sự cố ở hộp số nên không điều khiển được. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.